Từ thực tế ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc vừa qua cho thấy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong nước từ hoạt động nhập cảnh là rất lớn. Chính vì vậy, thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập cảnh, tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly y tế đối với các công dân về nước, cũng như các chuyên gia, nhà đầu tư vào thành phố. Đây là hình ảnh đoàn liên ngành của quận Sơn Trà kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại các khách sạn trên địa bàn vừa được tổ chức mới đây. Quận Sơn Trà có 13 cơ sở lưu trú, gồm các khách sạn 3 sao, 4 sao, thực hiện việc cách ly y tế tự nguyện với khoảng 3.500 người. Hiện có 317 người đang được cách ly tại 4 khách sạn trên địa bàn. Tất cả các thông tin thì đưa vào cái hệ thống dùng chung, thì tất cả các đơn vị theo đúng cái phân công trách nhiệm triển khai. Trong đó thì đặc biệt là cái vai trò của cái lực lượng công an, dân phòng sẽ bảo vệ tuyệt đối. Ngoài quận Sơn Trà là chủ yếu, thì hiện tại trên địa bàn thành phố còn có một số cơ sở lưu trú ở các địa phương khác được thực hiện cách ly y tế các trường hợp nhập cảnh vào Đà Nẵng. Quy trình cách ly được thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Y tế và của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tất cả các trường hợp đang cách ly được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt 2 ngày một lần. Mọi nhu yếu phẩm hàng ngày được nhân viên phục vụ tận nơi. Chúng tôi cử cán bộ viên chức của chúng tôi trung bình từ 2 đến 5 cán bộ viên chức y tế phục vụ tại các cơ sở này để đảm bảo rằng là tất cả những hệ thống, những người được cách ly là tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly. Là có một cái đội kiểm tra giám sát thường xuyên, trong đó phối hợp với công an, quân đội và những tổ dân phố ở địa phương, người ta sẽ giám sát các trường hợp cách ly tại các khách sạn. Và những khách sạn mà đã được đánh giá, kiểm tra chuẩn về cái thực hiện được biện pháp cách ly thì mới được cho là cách ly theo quy định. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo quy trình cách ly y tế tại các khách sạn, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra, giám sát và siết chặt quy trình phòng chống dịch tại những khu vực này nhằm đảm bảo hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo nếu có các ca dương tính hoặc những sự cố xảy ra trong quá trình cách ly.